biến thể BA.5 và những mối nguy hiểm tiềm tàng. Theo các chuyên gia, dù biến thể BA.5 có mức nguy hiểm thấp, ít gây tử vong và trở nặng, nhưng tốc độ lây lan nhanh, nếu chủ quan có thể tạo ra làn sóng dịch mới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các biến thể mới như BA.4 và BA.5 đang có xu hướng thay thế chủng cũ trên toàn cầu. Các dòng phụ BA.4 và BA.5 đã được phát hiện tại một số nước ở châu Phi và châu Âu như Nam Phi, Đức và Đan Mạch. BA.4 và BA.5 ngoài những điểm tương đồng với BA.2 còn ba những đột biến riêng là L452R và F486V trong protein đột biến của virus. Các đột biến này giúp chúng có thể điều chỉnh khả năng bám vào tế bào vật chủ và một số phản ứng miễn dịch. Dù BA.5 có mức nguy hiểm không cao, nhưng chúng ta không nên chủ quan, tiêm chủng đầy đủ, tránh nguy cơ bùng phát dịch. Một nghiên cứu sơ bộ tại các quốc gia mà BA.4 và BA.5 đã xâm nhập từ tháng 5 cho thấy là biến thể này lây nhanh hơn và dần lấn át dòng phụ Omicron, chiếm ưu thế trước đó là BA.2. Một nhà dịch tễ học tại Đại học Bern cho biết là sự gia tăng của BA.4 và BA.5 dường như xuất phát từ khả năng né tránh miễn dịch với các dạng Omicron trước đó và các biến thể khác, dù từng nhiễm hay tiêm vaccine. Ngoài ra, ông cho biết thêm, hầu hết các quốc gia bên ngoài châu Á đang giảm các biện pháp kiểm soát SARS-CoV-2. Do đó, làn sóng dịch do BA.4 và BA.5 là không thể tránh khỏi và chỉ hạ nhiệt khi gia tăng đủ số người nhiễm bệnh tương tự làn sóng Omicron BA.2 trước. Trên cơ sở sự gia tăng của BA.5 ở Thụy Sĩ, ước tính rằng khoảng 15% người ở đó sẽ bị nhiễm bệnh, nhưng tỷ lệ này sẽ khác nhau ở các quốc gia do lịch sử của các đợt COVID-19 và tỷ lệ tiêm chủng của họ khác nhau. Quy mô của làn sóng dịch BA.4 và BA.5 sẽ thay đổi theo từng nơi. Nó có thể là 5% ở một số quốc gia và 30% ở những quốc gia khác. Tất cả phụ thuộc vào khả năng lịch sử miễn nhiễm của họ trước đó. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.